Thưa quý vị các bạn này, hôm nay nhiệt độ ở Hà Nội là sấp xỉ ngưỡng 40 đến 41 độ C. Bây giờ thì tôi sẽ làm một cái thí nghiệm cho quý vị cùng hiểu rõ. Đây là nước lã, tôi xả vòi ra. Thì ở trong nước lã thì nhiệt độ nó báo là 37 độ rưỡi. Và tôi sẽ phơi ở giữa nắng tầm khoảng 5 đến 10 phút và sau đó cho mì tôm vào xem nó có chín hay không. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Bây giờ thì mình sẽ dùng một gói mì tôm mình cho vào xem thử nó có chín hay không. Vâng, thưa quý vị, bây giờ mì tôm thì đã nhũn ra và bắt đầu chín rồi. Có vẻ là chín rồi. Mì tôm nó nhũn ra chín rồi, có thể là ăn được. Đây. Mì tôm bắt đầu chín rồi nhá, nhũn ra rồi nhá, có thể ăn được rồi. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái nhiệt độ ngoài trời nó rất là khắc nghiệt đến như thế nào.